trước, nhóm Toriko đã để mất món súp thế kỷ vào tay của tổ chức Gomez. Trong khi cánh cụt con phải làm Batman phiên bản chim thì Toriko cũng biến thành thần điêu đại hiệp dương cụt. May mắn là sự cố gắng của mọi người đã không trở nên vô nghĩa, nhờ có Tepi mà cả nhóm đã lấy được giọt nước súp cuối cùng còn sót lại trên hòn đảo băng giá. Nước súp trong vắt tỏa ra mùi thơm khiến mọi người không nhịn được chỉ muốn lao vào hút ngay, cơ mà Tepi lại nói món súp này chỉ đủ cho một người ăn mấy đứa còn lại thì có cái nịt. Cuối cùng Toriko quyết định cho cô Masu ăn chỗ súp ít ỏi này để ghi nhớ hương vị. Về sau Toriko sẽ ăn cả một nồi súp đầy do cô Masu nấu. Anh ăn gì mà khôn thế? Vậy là cô Masu đã được hút giọt nước súp cuối cùng. Chỉ cần nhìn quả mặt phê pha như vừa mới chơi đồ của cậu là biết món súp ngon tới cỡ nào. Mọi người đang lúc đói bụng cũng thèm chảy nước dãi mờ lem mờ lem nhưng súp đã hết rồi còn đâu. Tiếp theo cả nhóm nhanh chóng rời khỏi động băng. Bởi vì báo thủ Tepi mà chủ tịch Mo Coi đã cho tàu nhổ neo rời khỏi hòn đảo nên mọi người cũng không còn phương tiện di chuyển. Rất may là Coco đã tìm được vị trí của bọn họ và thông báo cho bà Tetsu lái tàu sứa biển đến giải cứu mọi người. Thực chất đây là một sinh vật sống trong tự nhiên, nó được gọi là sứa limousine. Bên trong bà Tetsu đã chuẩn bị một bàn tiệc dành cho mọi người, cả nhóm lập tức ăn như chết đói mấy thánh múc bang tàu khựa còn phải sợ. Bọn họ cần bổ sung năng lượng để phục hồi thể lực sau trận chiến trên đảo băng. Toriko còn đớp cả phần của người khác đúng là thánh tham ăn mọi người cay lắm nhưng không dám làm gì. Lúc nói chuyện cả nhóm mới biết bà Setsu còn quen biết với sư phụ của Teppi. Mặc dù thanh niên hơi ngáo nhưng y thuật cũng gọi là được của ló đấy. Nhờ Teppi sơ cứu kịp thời nên đàn em của mát mới giữ được mạng sống. Thấy cả đám đứa thì cụt tay đứa thì quấn băng thương tật đầy mình bà Setsu đã quyết định đưa mọi người tới phục hồi quốc. Ngay cả Toriko cũng chỉ mới nghe qua tên thôi chứ chưa từng đến đó lần nào. Phục hồi quốc nằm trên một đỉnh núi cao vạn trượng, con tàu vừa đáp xuống đã bị một đàn bướm vây quanh. Bọn chúng là loài bướm chữa bệnh có khả năng phát hiện vết thương và thích đậu lên nó. Trong khi mọi người dưỡng thương tại phục hồi quốc thì cô Masu cũng được giao nhiệm vụ tìm ra công thức chính xác của món súp thế kỷ. Nhóm Toriko bắt đầu đi vào phục hồi quốc chữa bệnh mỗi ngày nơi đây đều tiếp đón hàng ngàn bệnh nhân. Cơ mà Toriko chỉ quan tâm duy nhất một điều đó là đất nước này có nhiều đồ ăn ngon không. Toriko phát hiện ở đây người ta châm cứu bằng cây xương rồng, Quá trình chữa bệnh không hề đau đớn ngược lại còn rất thoải mái. Dưới nước thì nuôi rất nhiều loại cá bác sĩ mỗi một loại cá lại có tác dụng chữa các bệnh khác nhau. Loài cá miễn dịch có thể hấp thụ độc tố và virus trong cơ thể. Cá rô melanin lại sở hữu khả năng loại bỏ tế bào chết trên da và làm trắng da. Tình cờ Toriko phát hiện Sunny cũng đang có mặt ở phục hồi quốc nhưng anh đến đây không phải là để chữa bệnh mà là làm đẹp sờ pa các kiểu. Teppi chủ động bắt chuyện làm quen với Sunny. Hai thanh niên cũng thuộc dạng ngáo nên rất nhanh bọn họ đã tám chuyện với nhau vô cùng hợp cả. Lúc này Sunny mới chú ý đến tay trái của Toriko mới có mấy hôm không gặp bờ đã thành người tàn phế rồi sao. Sau đó Matt tiết lộ bọn họ đang tìm sư phụ của Tepi để nhờ ông ấy chữa trị cho những người bị thương. Vừa nhắc Tào Tháo đã bị Tào Tháo đuổi, A à, nhầm vừa nhắc Tào Tháo thì anh Tào đã xuất hiện sư phụ của Tepi đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh. Thế là mọi người liền gặp ông ấy để trao đổi trực tiếp. Không biết trình độ y thuật như nào cơ mà nhìn mặt sư phụ là đã thấy uy tín rồi, cả thầy lẫn trò đều ngáo như nhau mọi người xung quanh chỉ biết cạn lời. Bởi vì tất cả mọi người đều là bạn bè của Tepi nên sư phụ đã đồng ý chữa bệnh cho bọn họ. Sư phụ tên thật là Josaku, ông ấy đã dẫn mọi người tiến vào một hang núi bí mật bên trong chính là phòng khám chui của các thầy thuốc nổi tiếng. Ở đây có một căn phòng gọi là phòng tái sinh, đúng như cái tên của nó nơi này dùng để tái sinh những nguyên liệu và động vật cực kỳ quý hiếm. Josaku bắt đầu đi vài đường quyền để tháo băng cho đàn em của mát rồi ném bọn họ vào miệng của cây bồ nông nắp ấm đây là một loài thực vật quý hiếm sẽ chữa trị mọi vết thương của thứ mà nó ăn sau đó ông chú lại nhổ tuệt một bãi vào chân của mát tuy hơi tởm một tí nhưng nước bọt trị thương rất tốt do sa cu còn phát hiện con mắt bên trái mà takimaru luôn giấu sau mái tóc vô cùng đặc biệt hồi nhỏ takimaru bị nhiễm một căn bệnh chưa từng được biết tới ở thế giới loài người trong lúc tuyệt vọng nhất takimaru đã gặp được aimazu vừa là người bạn vừa là người anh mà cậu kính trọng nhất sau này vì chữa bệnh cho cậu mà Aimazu mới bị thương nên cậu cũng sẽ làm tất cả để cứu sống anh ấy. Phát hiện do Saku có thần dược chữa được bách bệnh Takimaru đã cầu xin ông chú cứu mạng Aimazu. Nhận ra sự chân thành trong ánh mắt của cậu, do Saku đã tặng thuốc miễn phí cho Takimaru để cậu đem về nhà cứu sống anh trai. Biết tin Toriko bị thương và mất một tay Jin nhanh chóng ngồi máy bay tới phục hồi quốc để thăm anh. Cô còn uy hiếp do Saku nếu không chữa lành cánh tay cho Toriko thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Cơ mà ông chú lại nói muốn hồi phục cánh tay của Toriko trở lại nguyên vẹn cũng không dễ dàng phải mất thời gian ít nhất là 20 năm. Thế là Toriko đành phải chào tạm biệt các anh em và hẹn 20 năm nữa sẽ tái xuất giang hồ. Lúc này do Saku đột nhiên đặt tay lên đầu của Toriko, thì ra ông chú cần thu thập mẫu DNA từ tóc của Toriko nên đã thò tay nhổ luôn cả bụi. Sau đó ông chú lại dùng tóc của Toriko làm phần đất nền để gieo hạt giống, khi hạt giống này nở hoa sẽ mang theo các thông tin gốc của cơ thể anh. Nhị hoa chính là phần quan trọng nhất cơ mà do xa cu lỡ hắt hơi mạnh quá nên nó đã bị bay màu. Vậy là ông chú lại phải cạo hết lông trên người Toriko để trồng hoa tập hai đúng là báo người ta quá mà. May mà nhị hoa đã được cấy ghép thành công nếu không ông chú sẽ phải cạo lông chỗ khác thì toan thiệt chứ. Ở một nơi khác cô Masu vẫn đang tìm cách phục hồi công thức hoàn chỉnh của món súp thế kỷ. Cậu đã thử nhiều loại nguyên liệu mặc dù vị của nó rất ngon nhưng vẫn không phải là hương vị nguyên bản. Quả nhiên là món súp huyền thoại trăm năm mới có một lần, chỉ dùng nguyên liệu thông thường sẽ không thay thế được. Buổi tối Jin và Sunny đến thăm Toriko sau khi thấy quả đầu mới thẳng bạn không nhịn được cười ẻ. Quá trình tái tạo cánh tay bắt đầu rút sạch năng lượng trong cơ thể khiến body sáu múi của Toriko gầy như nghiện. Mỗi ngày anh đều phải bổ sung một lượng lớn thức ăn để duy trì, nếu như thức ăn không đủ thì ông chú sẽ sai Jin và Sunny đi mua thêm. Bên này cô Masu vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Cậu nghĩ đến bà Setsu cũng từng nấu một nồi súp thế kỷ phỏng theo hương vị của món súp nguyên bản nên cậu đã trực tiếp đến cửa hàng của bà Setsu để học hỏi kinh nghiệm. Cô Matsu còn mang theo món súp mình mới làm cho bà Setsu nếm thử. Sau khi bà Setsu hút thử một hớp nước súp thì biểu cảm trên khuôn mặt của bà đột nhiên biến đổi. Không ngờ cô Matsu chỉ mới nghiên cứu nguyên liệu có mấy ngày mà đã làm được món súp có hương vị mà bà Setsu phải mất hơn 10 năm mới có thể phòng chế thành công. Với thiên phú nấu ăn như vậy, bà Setsu tin tưởng nhất định một ngày nào đó cô Masu sẽ hoàn thiện công thức nguyên bản của món súp thế kỷ. Nhận được những lời động viên từ bà Setsu, cậu lại càng tập trung vào việc tìm nguyên liệu chế nước súp tuyệt đối không để mọi người phải thất vọng. Cô Masu còn cho chim cánh cụt nếm thử món súp thế kỷ, vô tình nước dãi của nó đã rơi vào bát súp chỉ thấy bát súp đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Thấy vậy cô Masu không nhịn được đã múc một thìa nếm thử. Mặt chim cánh cụt kiểu tởm thế mà đại ca cũng ăn được và sau đó quả mặt phê cần lại một lần nữa xuất hiện. Cùng thời điểm đó cánh tay của Toriko bỗng dưng phục hồi, các tế bào trong cơ thể của anh đã cảm nhận được có món ăn ngon mới xuất hiện nên nó đã tự đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Thì ra nguyên liệu còn thiếu của súp thế kỷ chính là nước bọt của chim cánh cụt, loại nước dãi chứa hàm lượng dinh dưỡng còn cao hơn cả tổ yến. Ngày hôm sau giới truyền thông nhận được tin tức nên họ đã đổ xô đến phỏng vấn Komatsu thậm chí có rất nhiều quan chức và lãnh đạo cấp cao cũng tới đây để ăn thử món ăn trăm năm mới có một lần. Tuy nhiên cô Masu lại nói với họ hãy đợi đến lượt sau bởi vì cậu muốn bạn bè của mình là những người được nếm thử món súp đầu tiên. Thấy đám phóng viên quá ồn ào mát sẹo liền gáy cho vài câu thế là bọn họ cũng dén lập tức tàu lượn. Sau khi mấy thành phần chim lợn đã đi hết cô Masu mới mời mọi người tới bàn ăn để thưởng thức món súp. Mở nắp ra bát súp bắt đầu lan tỏa ánh hào quang sáng chói nước súp thì trong vắt như là nước lã. Hương thơm của nó không gì diễn tả nổi như thể hàng trăm nguyên liệu đang quẩy vina hao ở trong cái bát. Toriko liền múc một thìa đưa lên miệng nếm thử, vị giác của anh lập tức bùng nổ khi cảm nhận được vị ngọt đậm đà được tích tụ từ thời cổ đại. Sau đó khuôn mặt của mọi người cũng trở nên phê pha như vừa mới chơi đồ để mà nói rằng súp thế kỷ này đúng là uy tín luôn đây chính là món súp ngon nhất Toriko từng được ăn. Mà công nhận tác giả vẽ đâu ra quả mặt tấu hài thật sự mọi người ạ à nhìn tếu vãi trưởng. Lúc này Komatsu mới tiết lộ nguyên liệu còn thiếu của súp thế kỷ chính là nước dãi của chim cánh cụt. Tuy nhiên cậu muốn giữ kín bí mật này vì chim cánh cụt là một loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng nếu như thế giới biết được sự thật thì bọn chúng sẽ bị săn lùng bởi các thợ săn ẩm thực nên Komatsu quyết định không tiết lộ công thức của súp thế kỷ để bảo vệ loài chim cánh cụt. Komatsu còn chia phần cho tất cả mọi người để ai ai cũng được nếm thử món súp thế kỷ cậu đúng là một đầu bếp có tâm với nghề. Hôm sau Toriko và cô Matsu còn mang súp đến tặng Sunny cơ mà nhìn cái mặt hai người Sunny không dám ăn. Nhưng do Saku thì không chê nên hút vội, kết quả là ông chú và hai thanh niên đã trở thành bộ ba tấu hề cực mạnh. Xong việc Toriko quyết định trở về nhà một chuyến, nào ngờ ngôi nhà của anh được làm bằng bánh kẹo nên đã bị thú hoang trong rừng chén sạch. Phát hiện mùi của Toriko sói Terry lập tức chạy ra vẫy đuôi mừng chủ trong lúc ở nhà nó đã thu phục thêm đàn em là một con cá sấu biến dị hai đầu cảm thấy đói bụng một người hai thú đã kiếm cái gì đó để ăn. Terry đã bắt được một con lợn cua thịt của nó ăn ngon như thịt cua hoàng đế. Ăn xong Toriko phải đi tìm vật liệu để xây nhà cơ mà trong rừng toàn là bánh kẹo và đồ ngọt các loại nên anh cũng chỉ có thể xây một ngôi nhà bánh kẹo. Bên dưới hồ nước không có nước ngọt mà toàn là nước soda, cá thì được làm bằng thạch rau cầu. Đáy hồ có rất nhiều san hô rực rỡ sắc màu nhưng thực ra bọn chúng rất mềm và ăn có vị như kẹo dẻo. Toriko đã chọn được một khu đất thích hợp để xây nhà, bên dưới có mạch soko la ngầm nên không bao giờ phải lo tới chuyện đói bụng toriko mời kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế nhà cho mình với đống nguyên liệu xương xương chú chỉ cần xây một căn biệt thự bé thôi khoảng chục tầng cho anh vài ngày sau nhà mới của toriko đã hoàn thành mọi người biết tin cũng đến chúc mừng tân gia diên thì rất hết liêm sỉ cho rằng toriko đang xây tổ ấm hạnh phúc của hai người đúng là thứ mê trai mà terry kiểu tui chán không thèm nói luôn á toriko tiết lộ với bạn bè người đã thiết kế căn biệt thự của anh chính là kiến trúc sư nổi tiếng smile Smile cũng là người đã thiết kế tòa tháp Gomet mà Toriko và Komatsu đã từng đi tham quan ở phần trước, nên tay nghề của anh ấy không có gì để chê được ngôi nhà vô cùng sang trọng mang phong cách quý sở tộc. Tất cả đồ làm bếp trong nhà đều được làm từ bánh kẹo khi đói có thể ăn luôn không cần phải nấu cơm. Vặn vòi nước sẽ chảy ra một dòng sữa nóng, ghế sofa được làm từ kẹo bông, rèm cửa thì thay bằng rong biển ăn rất ngon. Tường nhà được làm bằng bánh kẹo trong khi nước tắm lại là nước ngọt có ga vừa tắm vừa uống cũng được. Cuối cùng là phòng ngủ được làm từ bánh rán người gầy mà ở nhà này cũng phải thành béo phì giai đoạn cuối. Mấy thanh niên đói quá quyết định gặm luôn bức tường khỏi phải đi nấu cơm cho nó nhanh, nhìn thấy cảnh này anh kiến trúc sư giận tím người. Ngôi nhà anh phải mất cả tuần mới làm xong đã bị mấy đứa tham ăn thịt luộc trong một nốt nhạc mẹ nó bọn này ăn khỏe thiệt chớ ăn như thủng luồng. Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu, tìm về nơi đâu cô đơn đôi chân mình anh lạc trôi giữa bầu trời. Tình cờ mọi người gặp lại nữ phóng viên Tina. Cô ấy tiết lộ gần đây sắp diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng gọi là quyết chiến vua thực thần. Cả nhóm tò mò muốn đi xem thử. Đến nơi thì thấy sân khấu rất hoành tráng và có nhiều thợ săn ẩm thực tham dự. Lúc này Tina bắt đầu giới thiệu nhà tài trợ chính là một cậu bé tên là Fon. Tuy còn ít tuổi nhưng Fon đã là quản lý của một chuỗi nhà hàng kiểu Pháp trải rộng trên toàn thế giới. Cậu tuyên bố nếu như người nào giành được chiến thắng trong cuộc thi vua thực thần thì người đó sẽ nhận được giải thưởng là một tỷ gói mè. Phon tiết lộ thú nuôi của cậu là một con khủng long cấp 3 tư vô cùng quý hiếm, tên của nó là Nessie. Sở dĩ Phon tổ chức cuộc thi vua thực thần cũng là vì Nessie. Không hiểu lý do vì sao gần đây Nessie lại không chịu ăn uống gì cả vậy nên Phon muốn các thợ săn ẩm thực ở đây hãy chuẩn bị thức ăn cho nó. Nếu như Nessie chịu ăn thử đồ ăn của người nào thì người đó sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng một tỷ gói mè. Toriko nhanh chóng phát hiện con khủng long đã bị đói lâu ngày cần phải được bổ sung dinh dưỡng càng sớm càng tốt nếu không cơ thể của nó sẽ bị suy nhược. Cả ba thiên hoàng đều đã nghĩ ra một món ăn để phục vụ Nessie tuy nhiên lựa chọn của ba người lại hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng vì không tìm được tiếng nói chung nên ba anh thiên hoàng đã quyết định tách nhau ra ai đi tìm đồ ăn của người nấy. Toriko và Komatsu ngồi máy bay đến một hòn đảo xa xôi để tìm một loại thực vật tên là g berry có hình dạng giống như một con rồng đang uốn lượn. Sau khi đáp xuống hòn đảo giống cái bánh hamburger khổng lồ, mọi người nhanh chóng vào rừng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Vì mải đuổi theo một con bướm gia vị Komatsu đã vướng phải một sợi dây leo và bị vấp ngã. Sau khi quan sát kỹ Toriko nhận ra đây không phải sợi dây leo bình thường mà là rễ cây của khoai tây ngọt, một loại ngũ cốc cấp 7. Khoai tây ngọt ăn có vị giống như khoai tây bình thường nhưng ngọt hơn vì thế nên nó mới được gọi là khoai tây ngọt. Bên trong đại dương Sunny đang sử dụng các sợi cảm biến của mình để săn mồi, chỉ một lát sau anh ấy đã bắt được một con cá voi sữa cấp 21 còn co co lại cưỡi chim bay đi tìm loài rồng mật ong bọn chúng làm tổ trên 9 tầng mây. Rồng mật ong là loài côn trùng cấp 28 cực kỳ hung dữ tuy nhiên mật ong của bọn chúng rất ngon đó cũng chính là nguyên liệu mà co co muốn lấy được. Tại hội trường khủng long Nessie vẫn không chịu ăn uống gì cả nên Phong rất lo lắng cho sức khỏe của nó. Lúc này ông chú đầu gấu đột nhiên mặc váy công chúa, thì ra ông chú xem phim thấy mấy con rồng rất thích bắt cóc công chúa nên muốn dùng thử cách này. Nào ngờ Nessie lại thịt luôn ông chú cũng may là nó thấy thịt này hơi dai liền nhổ ra nên ông chú mới giữ được cái mạng tí nữa thì toang thiệt chứ. Bên này Toriko đã tìm được cây gờ Janberry nhưng cái cây đó đang được canh giữ bởi một con quái vật khổng lồ vô cùng hung dữ. Đó là một con rùa cá mập cấp 32, Komatsu nhanh chân tìm chỗ núp để Toriko đối đầu với rùa cá mập. Nó có thể lặn sâu dưới mặt đất hơn nữa lại sở hữu tốc độ nhanh chóng và chiếc mai phòng ngự cực kỳ cứng cáp, đụng phải một con thú công thủ toàn diện đã khiến Toriko gặp rất nhiều khó khăn. Ở một nơi khác sau khi cú lừa lũ rồng mật ong cắm đầu cắm cổ xuống biển cô cô đã thành công lấy được chỗ mật trong tổ của bọn chúng. Đây là loại mật ong có hương vị ngon nhất trên thế giới. Còn tại hội trường vì con khủng long không chịu ăn uống gì cả nên các khán giả ngồi bên dưới đã được một bữa no. Mọi người đem đến toàn sơn hào hải vị mà nó vẫn chê cuối cùng chỉ béo mấy ông chú tham ăn. Phong tiết lộ hồi bé cậu đã tìm thấy khủng long Nessie ở trong rừng từ đó cả hai đã trở thành đôi bạn thân khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn trở lại cuộc chiến giữa Toriko và rùa cá mập nhờ có sói Terry trợ giúp anh đã thành công lật ngửa mai rùa khiến nó không thể cử động được sau khi nghe Toriko giải thích con rùa cá mập mới biết anh chỉ muốn lấy nguyên liệu nấu ăn và không có ác ý thì nó cũng chỉ chửi anh một trận rồi chim én lúc này Sunny đã mang sữa cá voi về hội trường để cho con khủng long nếm thử cơ mà có vẻ món này không hợp khẩu vị nên nó vẫn không chịu ăn đến lượt Coco anh mang về một hũ mật của rồng ong loại mật ngon nhất trên thế giới tuy nhiên con khủng long cũng chỉ ngửi qua thôi chứ nó không ăn Cuối cùng là quả gờ gian berry của Toriko mặc dù đây là thức ăn yêu thích của loài thần lằn trong tự nhiên nhưng con khủng long vẫn chê cực mạnh. Komatsu chợt phát hiện mặc dù con khủng long không ăn nhưng nó vẫn chú ý tới nguyên liệu của ba người. Vậy là Komatsu đã xin phép ba anh thiên hoàng cho cậu được chế biến một món ăn được kết hợp từ ba loại nguyên liệu khác nhau mà bọn họ đã mang về. Ba người đồng ý Komatsu lập tức bắt tay vào việc, chỉ một lát sau cậu đã làm ra một cốc kem từ quả gờ berry, sữa cá voi và mật ong rồng thì ra cô Masu đã để ý con khủng long này rất thích ăn kem quả nhiên khi được chủ nhân đút kem nó đã ăn ngay lập tức ly kem được làm từ ba loại nguyên liệu thượng hạng có vị ngọt của mật vị ngậy của sữa và hương thơm của trái cây đã hòa quyện với nhau tạo thành một món tráng miệng vô cùng hoàn hảo sau khi ăn kem của cô Masu con khủng long đã tiến hóa và mọc thêm đôi cánh một cảnh tượng cực kỳ hiếm chỉ có số ít người từng được chứng kiến Phong ôm lấy khủng long Nessie để tạm biệt người bạn thân của mình lần cuối vì khi một con khủng long đã mọc cánh và trưởng thành thì nó sẽ phải rời khỏi mặt đất để đi tìm môi trường sống thích hợp. Truyền thuyết kể rằng khi một con khủng long đến tuổi trưởng thành thì một trái táo sẽ mọc ra để chứng minh cho sự khôn lớn của nó. Đây cũng chính là món quà chia tay mà khủng long Nessie muốn dành tặng cho tất cả mọi người. Quả táo là sự kết hợp giữa ba loại trái cây táo lê và xoài mang đến hương vị ngọt ngào khó tả. Ngày hôm sau Toriko lại đến nhà hàng của cô Masu để ăn trực món súp thế kỷ mặt người nào người nấy cứ phê như mới chơi đồ tập thể. Ngoài ra nhà hàng còn nhiều món ăn khác cũng ngon hết nước chấm ví dụ như sò điệp áp chảo, mì ống hào bơ, bún đậu mắm tôm. Cô Matsu đã tặng Toriko hai chai rượu vang hảo hạng đây là loại rượu được yêu thích nhất trong nhà hàng. Một chai anh đưa lên miệng tu một phát hết bà nó luôn chai còn lại thì anh đem đi tặng một người bạn. Toriko thường hay gọi người đó bằng biệt danh bố già, nhưng thân phận thật sự của ông ấy chính là chủ tịch Ichiryu của tổ chức IGO. Bố già có sở thích làm màu cơ mà pha xử lý mở nắp chai hơi bị lỗi đúng là quê thiệt chứ. Sau đó bố già còn muốn phô diễn tử lượng của mình cơ mà rượu vang nặng quá bị say sấp mặt chó nên là thành ra quê tập 2. Đang định ra rẻ với thằng con một tí cho đỡ nhục thì lại bị con cá ở dưới hồ vẩy nước vào mặt khinh bỉ cực mạnh, thôi dẹp mẹ luôn đi. Vợ phai của bố già cũng không phải dạng vừa ông ấy chính là đệ tử đầu tiên của thợ săn ẩm thực huyền thoại đã tìm ra nguyên liệu gót. Lúc này quản gia bưng lên một đĩa phô mai thập cẩm, cay cú vì mấy pha lấy le đội quần bố già đã rơi hết cả đĩa không để cho thằng con miếng nào Ăn xong bố già gạ thằng con giao lưu vài chiêu, tuy đã lớn tuổi nhưng đát đi vẫn sở hữu cơ bắp sáu múi khiến các chị em phải dụng chứng. Bố già còn sáng tạo chiêu thức vẩy ria mép tuy độ sát thương không lớn nhưng độ sỉ nhục cực mạnh. Trận chiến bắt đầu Toriko đã thi triển tuyệt kỹ đao thủ nhưng bố già chỉ thổi một hơi đã bị phá chiêu. Tiếp theo anh lại dùng đòn dĩa bay để công kích từ xa đây là một trong những đòn mạnh nhất của anh nhưng vẫn bị bố già chặn được chỉ bằng một tay. Thậm chí bố già còn đứng yên một chỗ để cho Toriko tấn công nhưng cú đấm đinh quyền thập trưởng của anh chẳng khác nào lấy trứng chọi đớ. Không còn cách nào khác Toriko đành phải vận dụng sức mạnh đến từ đôi chân của mình. Anh tung một cước tạo thành phong đao cắt đôi mặt đất cơ mà vẫn bị bố già đỡ được chỉ bằng tay không. Qua cây cú Toriko lại đổi sang cách đánh cận chiến nhưng dù cố gắng thế nào anh vẫn không ăn được bố già. Cuối cùng bố già chỉ tung nhẹ một đấm vào mõm đã cho thanh niên bay xa cả chục mét, mày còn non và xanh lắm con ạ, à, bố lại xin cái tuổi luôn. Trước khi hai người tạm biệt nhau, bố già đã nhờ Toriko thu thập một loại thực vật sinh trưởng trên những đám mây, tên của nó là cỏ ozone. Buổi tối Toko rủ thằng bạn làm bữa thịt nướng BBQ thịt bò được tẩm ướp gia vị đậm đà ăn rất vừa miệng. Nhà hàng này nổi tiếng với món ức bò nướng siêu ngon, miếng thịt vừa mềm vừa ngọt mà không hề bị dai. Các món rau ăn kèm vô cùng đầy đủ. Ăn thịt nướng với rau xà lách sẽ làm giảm độ ngậy của mỡ nên ăn nhiều thịt nướng cũng không bị ngán. Thịt bò ngon nhất là khi nướng vẫn còn tái như vậy sẽ giữ được vị ngọt nguyên bản của miếng thịt. Cơ mà vẫn không bằng cái món vitamin gâu gâu với chai nút lá chuối anh em nào đồng ý hãy cho một like. Sau khi ăn xong Toko đã rủ cô Masu cùng đi tìm cỏ ozone với mình. Nghe đồn loài thực vật này sinh trưởng trên 9 tầng mây và ở trong một nơi gọi là vườn rau thiên đường. Người ta nói rằng cỏ ozone là vua của các loài rau bởi vì hương vị của nó tinh khiết giống như phép màu đến từ thiên đường. Ngày hôm sau hai người quyết định xuất phát, bố già đã tài trợ kinh phí cho chuyến đi. Rất nhanh cả hai đã nhìn thấy một cây dây leo siêu to khổng lồ nếu như hai người trèo lên tới đỉnh của cái cây này thì bọn họ sẽ tìm được cỏ ozone. Vừa leo cây chưa được bao lâu cô Masu đã đụng độ với một đàn bi điểu mặt thộn. Mặc dù bọn này có quả giao diện cực kỳ uy tín nhưng thực tế lại rất hiền lành nếu như con người không gây nguy hiểm cho nó thì nó cũng sẽ không chủ động tấn công. Càng lên cao nhiệt độ càng thấp nên hai người phải ăn uống đầy đủ để bổ sung năng lượng duy trì thể lực. Buổi chiều hai người đã đụng độ một con chim bốn cánh, sợ con chim bị cảm lạnh nên Toriko đã đốt lửa để sưởi ấm cho nó, anh đúng là tốt bụng mà. Ngày hôm sau hai người lại tiếp tục hành trình, khí hậu trên cao rất khô nên bọn họ phải uống nước liên tục để tránh trường hợp cơ thể bị mất nước. Thức ăn tốt nhất lúc này chính là sô cô la vì không khí loãng thì hệ tiêu hóa cũng bị giảm hiệu quả vì thế cơ thể cần nạp đồ ăn có khối lượng nhỏ nhưng lại chứa nhiều năng lượng. Đến buổi tối hai người đã leo được quãng đường 3000 m, cô Matsu còn bị đau đầu vì sốc độ cao đó là phản ứng của não bộ khi cơ thể bị buộc phải nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh. Nhiệt độ áp suất và hàm lượng oxy ở đây đều thấp hơn mặt đất khá nhiều. Hơn nữa càng lên cao thì không chỉ có quái vật mà ngay cả thực vật cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Sáng hôm sau cả hai đã gặp một cây mầm đậu điên cuồng cấp 46, Toriko bị dây leo của nó quấn chặt để thoát thân anh phải chém đứt sợi dây. May mắn bộ đồ bảo vệ của anh có cánh và định luật vật lý trong anime cũng ảo như phim Ấn Độ nên anh đã thành công bơi vào bờ. Lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thì ra có một cơn bão đang hình thành trên đầu của hai người. Ẩn bên trong đó chính là những đám mây tích điện vô cùng nguy hiểm. Sức gió của cơn bão rất mạnh ngay cả một con khỉ đột trưởng thành cấp 30 cũng bị cuốn bay lên trời. Toriko đã tìm được một cái lá của cây oxy để chế tạo mặt nạ dưỡng khí. Vì thể lực của cô Matsu yếu hơn mà mặt nạ dưỡng khí lại chỉ có một cái duy nhất nên Toriko đã nhường nó lại cho cô Matsu. Sau đó anh cõng theo cô Matsu di chuyển trong tâm bão, không khí lạnh khiến mặt của anh bị đóng băng anh phải cẩn thận bò từng bước một. Gặp bão ở độ cao như vậy con người không thể hô hấp được cũng may là thể chất của Toriko đã vượt xa người bình thường. Trên đường anh còn phải né tránh những tảng băng được tạo thành từ nước mưa và không khí lạnh. Thấy Toriko có vẻ mệt mỏi, Komatsu ngỏ ý muốn nhường lại mặt nạ oxy duy nhất cho anh nhưng anh đã từ chối vì Komatsu mới là người cần nó hơn. Còn Toriko đã học được phương pháp hít thở chỉ thải ra khí CO2 và giữ lại khí oxy trong phổi anh đã dùng cách này để điều chỉnh trạng thái cơ thể. Đến khi Toriko phục hồi thể lực thì cũng là lúc bão rông qua đi. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng anh và Komatsu đã thành công trèo lên đỉnh của cây leo khổng lồ và tìm thấy vườn rau thiên đường trong truyền thuyết. Đám mây trên này có thể chịu được trọng lượng của hai người. Tiếp xúc với gió bão và khí hậu vừa khô vừa lạnh trong thời gian dài đã khiến da mặt của cậu trở nên nhăn nheo trông giống như một ông già. Toriko phát hiện bên dưới đám mây là một ngọn núi lửa đang hoạt động, cho bụi đông cứng đã tạo thành một đám mây. Thực vật có thể sinh trưởng ở đây chính là nhờ những khoáng chất từ đám cho bụi ấy. Chúng đã quang hợp và tạo ra khí oxy giúp con người có thể hô hấp không cần dùng mặt nạ dưỡng khí. Một lúc sau hai người đã tiến vào vườn rau thiên đường, toàn bộ nơi này đang tỏa ra một mùi hương tươi non và căng tràn nhựa sống. Toriko nhổ một cây củ cải lên ăn thử thì phát hiện nó ngon hơn rất nhiều so với củ cải được trồng ở mặt đất. Komatsu chỉ cắn một miếng dưa leo đã khiến da rẻ trở nên căng mịn. Dưa leo có tác dụng làm đẹp lại vừa to vừa dài nên các chị em rất thích ăn. Khu vườn này còn mọc lên một loại bí ngô rất đặc biệt khi ăn vào nó có hương vị giống như kẹo dẻo. Đi vào sâu bên trong hai người lại phát hiện một hồ nước khoai tây chiên trong tự nhiên ảo thật đấy trên đường nhìn thấy quả gì ngon thì hai người đều dừng lại một lúc để đánh chén cho đã cái nư nên còn chưa tìm được cỏ ozone mà bọn họ đã no căng bụng. cơ mà vì cái nết tham ăn của mình nên rất nhanh bọn họ đã bị tào tháo đuổi chạy tụt cả quần. sau đó Toriko bỗng nhiên phát hiện một dấu chân, anh cảm thấy nghi ngờ rốt cuộc phải là sinh vật thế nào mới có thể sống được ở độ cao như vậy. tạm bỏ qua chuyện đó, Toriko và Komatsu đã tìm được một cây cỏ ozone, vua của các loài rau. Những lớp lá bên ngoài thực chất chỉ là lớp bảo vệ còn cỏ ozone thật sự lại là thứ ở sâu bên trong đó. Toriko lập tức bóc một chiếc lá ra xem thử nhưng sau đó cả cái cây bất ngờ teo nhỏ lại và trở thành hình dạng của hạt giống như ban đầu. Có vẻ như muốn thu thập cỏ ozone cần phải dùng đúng cách. Nếu như có sai sót trong quá trình thu hoạch khiến cỏ ozone cảm thấy bị đe dọa thì nó sẽ biến về hạt giống để tự bảo vệ chính mình. Một lúc sau hai người đã tìm thấy một rừng cỏ ozone cả hai bắt đầu nghiên cứu phương pháp để mở nó ra. Nhưng cho dù bọn họ có cẩn thận và nhẹ nhàng đến thế nào thì khi bóc chiếc lá ra vẫn khiến cho cái cây bị kích động và teo nhỏ lại thành hạt giống. Trong lúc vô tình Komatsu đã phát hiện khi cậu và Toriko bóc hai chiếc lá cùng một lúc thì cây cỏ ozone lại không hề có một phản ứng gì. Thế là sau khi phá hỏng hàng trăm cái cây thì cuối cùng hai người đã thành công đào bới được cỏ ozone còn nguyên vẹn. Chỉ còn lại lớp lá cuối cùng hai người vẫn cẩn thận bóc ra cùng một lúc, bên trong chính là một mầm cỏ ozone đang còn xanh tươi mơn mở nước bắn tùng lum đây là loài rau tràn ngập nhựa sống nhất mà hai người từng nhìn thấy. Nó tỏa ra một mùi hương thơm dịu tinh khiết làm Toriko chảy nước dãi. Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại Toriko quyết định chén luôn nào ngờ sau khi táp một miếng thì cỏ ozone nhanh chóng bị hỏng không ăn được. Thì ra để ăn món rau này cũng phải táp hai miếng cùng một lúc ăn thì ngon cơ mà hơi vất vả một tí. Cỏ ozone có tất cả vị ngọt của các loài trái cây bên trong còn ẩn chứa năng lượng cực lớn Toriko chỉ ăn một miếng cơ thể của anh đã tràn đầy sinh lực. Quả không hổ danh là vua của các loài rau. Hương vị không chỉ ngon hết nước chấm mà nó còn làm tăng sức mạnh cho các tế bào của Toriko. Lúc này một sinh vật màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng của hai người. Toriko phát hiện nó chính là con thú bí ẩn đã để lại dấu chân mà anh từng nhìn thấy. Nhưng sinh vật này lại không tấn công hai người mà nó chỉ muốn nếm thử hương vị của cỏ ozone sau khi ăn xong nó lập tức bỏ đi. Nó nhìn giống người máy nhưng không phải người máy bởi vì Toriko không ngửi thấy mùi kim loại đặc trưng sinh vật này là một con thú hoang dã. Còn vì sao nó lại sinh sống ở trên 9 tầng mây thì anh cũng không biết. Để ăn được cỏ ozone, cái đầu của sinh vật đó đã di chuyển với tốc độ cực nhanh để cắn cả hai miếng cùng một lúc. Toriko đoán rằng trước đây nó không biết cách ăn cỏ ozone nhưng sau khi quan sát hai người nó đã học hỏi và làm theo, trí thông minh của nó làm anh vô cùng bất ngờ. Kết thúc chuyến đi Toriko đã hoàn thành nhiệm vụ tìm được cỏ ozone mang về cho bố già. Thực chất trong nhà của bố già không thiếu cỏ ozone, ông ấy còn dùng cỏ để pha nước chè uống cho mát. Mục đích của bố già không phải là cỏ ozone mà ông ấy muốn Toriko rèn luyện cơ thể trong lúc tìm kiếm những nguyên liệu mới để thích nghi với nhiều loại môi trường khác nhau. Bố già còn tiết lộ cả Sunny và Coco sắp tới đây cũng sẽ phải tiếp nhận thử thách rèn luyện cơ thể giống như Toriko để chuẩn bị cho sự kiện ẩm thực tiếp theo. Nghe nói ngay cả thành viên cuối cùng trong hội tứ hoàng là Zebra cũng sẽ lộ diện, thông tin này khiến cho mọi người vô cùng phấn khích. Đến khi Toriko kể chuyện từng gặp sinh vật kỳ lạ với bố già thì mặt ông ấy đã biến sắc nhưng vẫn không nói gì. Phần 3 đến đây là hết rồi, ăn được đĩa rau luộc mà muốn trẹo cái cổ luôn quá. Anh em like mạnh để gấu làm tiếp phần 4 nhé, tạm biệt mọi người.